Hey yo, what's up man? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với Aminzy trong series bình luận về Galaxy Server. Và chúng ta được nhìn thấy chế độ Classic cơ bản Pickaxe lựa chọn thẻ đến từ server GAV. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho... Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Mr. Karate của server 184. Đối thủ đầu tiên mà chúng ta đối đầu trong kèo này, Meili với một bình thường mình hay lựa chọn sơ mi, nhưng mà dạo này mình chuyển sang Meili rồi anh em ạ. Meili mình thấy nó ngon hơn. Toàn vú vếu thế này. Terry thì các bạn mặc dù sói đói này nghe chừng không ổn lắm. Lin Zero, Lin và Zero. Lại không tanh, mệt mỏi nhà. Lại không tanh thì nó thấy mệt mỏi ấy. Ây da, mẹ. Vừa vào làm cái quả đây thì nghe chừng thốn tận đít ấy nhà. Trả thù lại chứ. Đúng rồi. Ui giời ơi, thế mà lại không chết nhỉ? Không phải đâu nhỉ? Bật. Này chả ăn tin tuổi sống rồi. Sống cứ buồn buồn như nào anh em. Sống nó cứ buồn buồn thế nào ấy. Thế mà con Mai nó không có nổ. Giết được hai thằng này thì lại ấm quá nhỉ? Nhằm vào đây nhé, Meili nhé, nghe anh. Nghe anh. Nghe anh là tốt rồi. Nghe lời anh là tết tốt rồi. Chú phải nghe anh, con kia nó có pháo bút thì. Ôi mẹ mình nó dồn đam cái quả. May mà là sẹt đấy các bạn, không phải là sẹt thì không biết là ai làm chống kèo này. Ui ôi, quả choáng hơi muộn nha. Quả choáng hơi muộn anh em. Quả choáng hơi muộn một tí. Ây da, quýt à? Quyết đoán đấy. Quyết đoán đấy. Nhưng mà cũng phải dừng lại mà thôi. Chiến thắng dành cho Aminzy và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2. Tỷ số là 1-0. Nếu đâu số 2 chúng ta cùng chờ đợi xem. Đó là Elizabeth của server 66. Mình sẽ là người đánh trước Takuma. Tiếp theo chúng ta có Klaxama, có Hentai và Terry. Terry à? Lại Tesseri à? Terry Zero. Kèo này, kèo này nghe chừng thấy mùi không ổn lắm. Kèo này chơi chừng không ổn lắm. Ây da, bắt trượt. Mất bao nhiêu đam nhưng mà cũng bảo nửa máu con thổ nhờ, đáng sợ nhờ. Bảo nửa máu con thổ là cũng đáng sợ đấy. Delicious. Má nó còn hèn, nó bị choáng. Không bị choáng, bảo thêm được một cục nữa thì ngon nha. Giữ lại con hen thì hợp lý nhờ, bỏ con Yuri. Nhưng mà những quyết định này của mình hơi sai, hơi muộn này. Mình không đổi slot nên mình thấy nó hơi muộn. Ăn thêm choáng còn nữa thì chắc khóc thét. Ăn choáng còn nữa thì khóc thét thật đấy. Mẹ
giết ngay thằng kia đi chị ạ. Có công mày sắt thì có ngày ra kim cương. Kéo tìm được. Cứ này cho chắc cốp anh em ạ. Ôi đừng quên. Phải tôi ạ. Quên mẹ em phải xem góc chiếc trước chứ. Vai. Vãi thật đấy. Tự nhiên mẹ đi bấm một Terry. Mẹ dùng Juli trước thì đấm xong đấm Terry thì phải vừa khít đâu. Mẹ này ấn sai một phát tôi lại tài, sai lầm tai hại đến từ em bên gì trong pha xử lý vừa rồi. Liệu rằng đấy có phải là điểm mấu chốt để quyết định game đấu này hay không? Dù sao chúng ta cũng được xử lý được thằng Senwood rồi. Mấu chốt. Một chút là cũng không có tanh. Đây, ai bảo không có tanh. Mẹ mình tanh xịn đây. Tanh sờ xịn đây. Đánh cái chơi cái chơi cái này lâu. Cây đấm nổ cứ lắc này chết. Đặt cược đi các bạn. Đôi khi cuộc sống là phải đặt cược. Đặt cược một lần. Chơi lớn xem nào. Chơi lớn xem nào. Yes, cuộc sống đặt cược chính xác. Yeah. 2-0 dành cho Amin gì rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 3 là cùng chờ đón xem đối thủ số 3 chúng ta sẽ là ai. Yori thập tứ ca đến từ server S1, Momo và Chí Thoại ngon như nhau nhỉ. Closer, úi dồi ôi, nhờ Maxima thì ngon quá. Đây rồi, Hinato. Đây rồi, cả Miku nữa. Miku, trang béo, Closer. Wit, đẹp chưa? Đẹp đấy, bài đẹp đấy. Má, mày đoạn này lướt Facebook nhiều quá anh em ạ. Đoạn này xem cái đéo gì, suốt ngày xem quần áo này linh tinh, giày dép. Chết rồi, lại nghiện ngập mất rồi. Chết thôi, nghiện ngập quá. Mình là mua, xem mà không mua mới đoạt lũ nghèo. Xem mà mua là chết. Này khó nhè, chơi nó hốc vào này, khó chơi nhè. Mẹ mẹ còn tôn trọng con đấy hơn cơ. Maxima đáng sợ hơn, khá là cảm giác kéo sơ đáng sợ hơn. À, nếu quân độ này. Đây, mẹ vừa đẹp. Xem nào. Có nhà gì đây hỏng rồi. Hiệu ứng gì đây hỏng rồi.
Hiệu ứng gì nghe trường không ổn Trời lắm. Ô, mình ngu nhỉ? Mình ngu anh em ạ. Hãy始めましょう. Mình có một sướng sai ấy. Yes. Không có hồi sinh đến từ Orochi. Và tất nhiên rồi, đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của em Minzy. Rất tuyệt vời. Với những tình huống đánh cược, clip này em Minzy đang đánh cược vào những tình huống của mình hơi nhiều. Và chúng ta đang có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Tina đến từ Cell 170 sẽ đối thủ tiếp theo. Hentai một lần nữa quay trở lại với chúng ta. Ca phẩy Orochi. Orochi How hot. Kết hợp cùng với đó là Sun. Nghĩ ở bên kia cụ à, mẹ căng nha, có cụ nghe chừng này. Có cụ nghe chừng là không ổn, không ổn lắm. Cụ với cả át kia thì nghe chừng không ổn lắm. Đâm đâm không chết được nó đâu. Với ác thì nghe chưa thấy đâm không chết nổi nó có cụ với ác thì nghe chừng không đâm được nó. Leo meo và nhảy không chết được các bạn à, lừa nếu mình lừa leo meo nhảy và chết ác thì mới giết được. Đúng rồi đánh đi. Đúng rồi. Mẹ nhảy. À leo meo vào lại nhảy con kia. À không. Nhảy chết ác được đấy các bạn. Thì mình chém vào đây rồi. Hy vọng nhảy chết ác luôn. Hay. Hay quá leo meo. Hay quá leo meo rồi. Hay quá leo mèo ơi, và đối thủ quýt rồi. Yeah. Thắng rồi, 4-0 và chúng ta cùng đến với game đấu số 5. Liệu rằng có cú Pentakill dành cho em Minzy hay không? Pentakill. Diamond đại đế của server 24, Fox và Wit, hai nhân vật mà thi thoảng mình hay nhầm lẫn giữa tên hai nhân vật này. Xấu đấy nhỉ, bài xấu quá anh em. Bài xấu quá. Bài này nghe chừng không ăn thua. Bài này kiếm được Penta nghe chừng khó đây. Xấu anh em ạ. Xấu thật đi, nhớ là xấu vừa. Bài này xấu quá. Mấy tướng mình chọn nó cũng xấu luôn. Xấu. Xấu quá, xấu một cách xấu dã man luôn nhỉ. Nó đã xấu rồi nó lại còn. Nó đã xấu rồi nó lại còn gì nhỉ anh em nhỉ? Nó đã xấu rồi nó lại còn. Ai, mà không lên độc chiêu cũng có cái gì. Xấu một cách toàn diện thật đấy. Không phải xấu vừa nữa. Chính xác là nó xấu một cách toàn diện đấy nhỉ. Sống thật sự ấy. Bài xấu quá. ダメよ。1、2、3。ダン。ソリア。
Tại sao mình để này để cho con Lin nó độc ra đằng sau chết nhanh ngắn. Đấy bài của mình đang tính là như thế. I love you. Không biết có thành công hay không. Giết được con Lin nghe chữ khó nhỉ. Độ ngược sau thấy gì ta giết vậy. Càng nhẹ đánh cược vãi đái luôn. Đó, con Athena nhảy. Mẹ bài đánh cược hơi láo luôn. Một clip mà em gì đánh cược rất nhiều, liệu rằng chúng ta có đánh cược thành công hay không. Đây rồi. Bài đánh cược đỉnh cao anh em ạ. Chúng ta gọi đây là bài đánh cược đỉnh cao. Bài đánh cược cứ gọi là đỉnh cao thật sự đến từ em mình gì. Ôi trời, chúng ta đã cứ hoàn hảo cho những pha đánh cược đẳng cấp. Quá đẳng cấp anh em ơi. Game đó số 6 là những màn đánh cược mang thương hiệu của em mình gì không phải ai cũng làm được. Những pha đánh cược vào số phận, những pha đặt cược ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà tóc của em mình gì rất dài và cứng. Cứ nghĩ là một game đấu khó, nhưng mà với những pha xử lý tốt đến từ em mình gì thì cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội để có cú pentakill trọn vẹn đối đầu với cặp đôi Long Hổ là Miku. Đúng rồi, không có Long Hổ à? Ui dồi, xấu vậy cha nội. Má cái bài. Bài này nhớ không yên đi. Bài này nghe chừng nhớ không yên. Bài chứ... Ê ha, mẹ mày lại như vậy. Gì ở? Gì ở? Gì ở bạn? Má, mình nói là con single nó lộ theo đấm chết con limit nữa thì khóc tiếng mán. Ôi dồi, gì? Ây, ây, sợi rồi, hỏng rồi. Gì nhở? Gì nhở? Gì vậy? Đánh tê khó chịu nhè. Đánh tê khó chịu quá. Đục mẹ nó cay nhè. Kim là chết nó cho anh. Ồ, mẹ mày. Cú đá chặt ba luôn. Trời. Gì đó. Mẹ khinh kim à. Khinh kim à. Láo toét này. Láo toét này. Dám khinh kim à. Khinh kim nữa à. Khinh kim à. Vẫn nhử à? Có còn robot nữa à? Nó còn robot nữa anh em ạ. Từ từ em ơi. Muốn gì ta? Muốn gì ta? Mới chỉ nói đổi yêu đi dị, đổi đi còn hơn bị đấm đuổi anh em ạ. Đúng không? Còn hơn là bị đấm đuổi. Đổi ngay, quyết đoán lên anh em. Chơi game là phải quyết đoán. Không quyết đoán lúc này, quyết đoán lúc nào nữa.
Không quyết đoán lúc này thì quyết đoán lúc nào nữa. Không quyết đoán lúc này thì quyết đoán lúc nào nữa anh em. Quyết đoán. Người chơi hệ quyết sở đoán. Quyết sở đoán. Quyết sở đoán. Anh em thấy tôi được không? Yeah yeah yeah. Chơi game. Ui ổn. Ui ổn. Thôi em nhớ mồm. Anh ơi. Ai ai chỗ anh em nữ bột đi anh ơi. Ai anh gì ơi. Ôi anh gì ơi. Ôi trời ơi đen tê. Còn mẹ nó đen tê. Nó vẫn nhóc ra quả trí được à. Nó vẫn nhóc ra quả trí được anh em ạ. Đen thứ mẹ luôn. Ôi đánh cái này chết tôi rồi. Ôi đánh cái này giáo được rồi. Người ta phải ra sau thì Google nó nhảy mà để đằng trước thì cũng chết. Vậy là chúng ta chấm dứt chuỗi ở đây rồi. Như thế để mẹ sau này nó cố tình không nhảy nè. Ý nó không lên nộ được kịp á. Nó coi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Vậy là cú Pentakill đặt cược của chúng ta đã thành công rồi. Như thế cũng là một thành công mỹ mãn rồi. Bye bye và xin chào. Yeah yeah. Ờ này hôm nay mày tính riêng riêng thì dám rồi nhỉ.